bếp Maloca, một cái nhiều rất nổi tiếng và lâu đời tại Tây Ban Nha nhé. Thì mọi người có thể thấy thì trước mặt đây là cái bếp từ có mã số đó là Zita K153, có màu đen, làm bằng kính đen đây. Mọi người có thể thấy ở đây thì những cái nút có những cái một cái bảng điều khiển được làm cảm ứng như thế này, chúng ta sử dụng rất là đơn giản. Và ở phía dưới này thì cũng sẽ có những cái bộ bánh thang để mà mở ra đây mọi người. Khi mà chúng ta ấn vào như thế này, cái thao tác để mà đóng mở rất là đơn giản. Đây là máy hút mùi áp tường, thì chúng ta có thể thấy thì sẽ có thêm một cái ống ruột gà được bọc bên ngoài như thế này, rất tiện lợi. Và để có thể biết thêm những thông tin chi tiết và sản phẩm này, mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nha. Mọi người cũng đừng quên like, subscribe cho kênh Suy Nghĩ Thú Vị và xin chào tiếng. Và bây giờ thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha. Tạm biệt.